Chào mừng các bạn quay trở lại với em Invest, mình là Minh. Và như thường lệ thì ở trong video này, mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin. Những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm và những điều chúng ta theo mình là chúng ta cần phải để ý trong tuần tới. Kết thúc cái tuần vừa rồi khi mà chúng ta bắt đầu với ngày mùng 10 tháng 7 với cú giảm giá của vàng về quanh khu vực 1910 mấy. Nhưng sau đấy thì vàng nó cũng bật tăng lên tầm khoảng là 45 đến 50 giá, và đặc biệt là ở trong hôm về CPI và trong cái hôm mà công bố những cái tin tức quan trọng, thì trong tuần vừa rồi vàng đã có cái đường đi mà khiến cho khá là nhiều người khó đoán và khiến cho khá là nhiều người cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên đối với cá nhân và đối với cả bản thân mình thì trong tuần vừa rồi cái kết quả mình có kết quả rất là tốt và làm mình thực sự là hài lòng. Thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn là những cái kết quả và những cái điểm mà mình đã đạt được ở trong tuần vừa rồi. Và như ở trên màn hình thì bạn đã thấy đây là kết quả của nhóm Private 1 của mình trong tuần vừa rồi. Private 1 là nhóm mà mình gửi cho mọi người những cái thông tin để tham khảo về vàng, về dầu và về US 30. Như ở trong tuần vừa rồi các bạn thấy là những cái nhận định đúng của mình tối đa là khoảng 775 pip. Và cái loại tài sản mình nhận định đúng nhiều nhất đấy chính là vàng. Và đặc biệt khi các bạn nhìn đây là thứ 2, thứ 3 và thứ 5 là những cái ngày mà mình có những cái kết quả dự đoán mình tốt. Lát nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ các bạn là tại sao lại thứ 2 và tại sao lại là thứ 5. Bên cạnh đó thì mình cũng duy trì nhóm Private 2, đấy chính là gửi cho mọi người những cái nhận định về cặp tiền. Và đối với Private 2 thì những nhận định đúng của mình tối đa là mức là 1080 pip. Và cái điều làm mình thấy vui và làm mình cảm thấy thoải mái ở Private 2 đấy chính là những nhận định của mình đối với cái loại là Yên Nhật đã kết quả rất là tốt, ví dụ như là GZ, ví dụ như là EZ. Và mặc dù ở trong ngày hôm thứ năm là cái ngày hôm mà cái tỷ lệ thắng của mình đã bị suy giảm, tuy nhiên thì cái mức độ stop loss nó chỉ là cái mức độ stop loss ngắn với những cái nhận định của mình nên nó không phải câu chuyện quá là quan trọng. Nhưng có một cái mà mình nghĩ là mình vẫn cần phải cải thiện thêm, đấy là cái tâm lý ở trong tuần tới là làm như thế nào để có những cái nhận định nó tốt hơn, với những cái mức nhận định đúng nó từ khoảng 100 đến 150 pip trở lên nó sẽ nhiều hơn. Đây là một cái điều mà mình sẽ cần phải giữ vững và cần phải cố gắng ở trong tuần tiếp theo. Và ngoài ra thì đối với những cái lớp của những cái bạn học viên của mình, những cái lớp gần đây ví dụ K21, K22 và K23 thì bạn có thể nhìn thấy cái kết quả của các bạn trong tuần là những kết quả tốt. Thì ở đây mình sẽ không tiện mình bật những cái hình này lên vì những cái con số mình không muốn làm các bạn quá là chú trọng vào nó. Nhưng mình chỉ muốn là sau quá trình học, quá trình rèn luyện và trao đổi thì tất cả mọi người đã chủ động hơn và mọi người đã có những kết quả tốt hơn ở trong cái thời điểm hiện tại và hy vọng là trong tương lai. Thì với những kiến thức và với những chia sẻ của mình thì cũng sẽ giúp cho các bạn có những hành trang nó vững chãi hơn ở trong cái quãng đường sắp tới. Vậy thì đấy là những cái cố gắng và đấy là những cái mà mình đã có ở trong tuần vừa rồi với những cái nhận định của mình. Và kết quả của các bạn như thế nào thì rất là mong các bạn để chia sẻ cùng với mình. Nếu các bạn có những entry hoặc các bạn có những cái vấn đề nào các bạn bị kẹt thì các bạn cứ nhắn ở trong phần comment. Thì rất là mong mình hoặc là những cái bạn trader khác, rất nhiều người giỏi khi xem video này sẽ đưa ra cho các bạn những cái phương án và những cái hướng để có thể xử lý được. Và đối với tin tức thì ở trong tuần sau thì nó sẽ cùng xem. Thứ hai chúng ta không có tin gì quan trọng, thứ ba không có tin gì quan trọng, thứ tư chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan đến việc là doanh số bán nhà. Thì đối với mình thứ tư nó không quá quan trọng, mình quan tâm nhiều hơn vào thứ năm với cái trợ cấp thất nghiệp và cái doanh số bán nhà hiện hữu là những cái mà mình sẽ quan tâm. Và thứ sáu thì rạng sáng có cái báo cáo về bảng cân đối kế toán của Fed, thì đối với cá nhân mình nó không phải quá là quan trọng lắm. Nên trong cái tuần tới có vẻ như một tuần khá là yên bình và tuần khá là tĩnh lặng đối với thị trường. Vậy nên là có vẻ chúng ta có thể chuyển sang phần phân tích kỹ thuật luôn vì không có quá nhiều tin tức ảnh hưởng như trong tuần vừa rồi. Và mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định và chia sẻ cá nhân của mình về đây ghi trước. Tuy nhiên chỉ có hai điểm mình muốn nhắc lại. Đấy chính là những cái chia sẻ này của mình dựa trên kinh nghiệm và kiến thức cá nhân. Nếu nó có gì chưa đúng hoặc sai thì rất là mong các bạn để góp ý với mình để mình hoàn thiện thêm. Và hiển nhiên nó không phải lời khuyên, lời rủ rê, lời tư vấn tài chính hay lời mời các bạn tham gia thị trường này. Và cái điều thứ hai, những cái thị trường bạn đang quan tâm, vàng, dầu, Bitcoin, chỉ số là những cái thị trường rất là rủi ro và mạo hiểm. Và các bạn chắc chắn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư nếu các bạn không kiến thức và các bạn không kinh nghiệm. Nó không phải nơi để các bạn dễ để kiếm tiền, được không ạ? Vậy nên trước mỗi cái hành động hoặc là mỗi quyết định gì các bạn thì rất là mong các bạn suy nghĩ và cân nhắc kỹ, đúng không ạ? Vậy thì mình muốn bắt đầu với cái nhận định tuần này mình với DI, nhưng mà nó ở khung tuần. Ở khung tuần thì các bạn sẽ nhìn thấy là giá nó có một cái vùng hỗ trợ ở quanh cái khu vực này. Những cái điều mình quan tâm hơn đấy chính là kết thúc cái tuần vừa rồi thì DI có phản ứng với một cái vùng hỗ trợ tạo ra bởi cái đường MA ở trong khung tuần. Và ở trong cái RSI khung tuần thì đã đang dần rơi vào trạng thái là khóa bán. Sau đó thì mình chuyển sang khung ngày để mình xem mình có cái gì. Ở khung ngày thì các bạn nhìn thấy là nếu mà cho kẻ một cái đường trendline từ những cái đỉnh này đi xuống đây thì rõ ràng đây là một cái xu hướng giảm. Và giá nó phá qua cái vùng hỗ trợ tại trong cái thời điểm hiện tại rồi.
và RSI khung ngày đang ở trong trạng thái quá bán và đang hướng nó đi lên. Tiếp theo thì mình vào khung thời gian là khung 6 giờ để mình xem. Đối với khung thời gian 6 giờ thì mình nhìn thấy được là cái khả năng DXY hồi phục nó khá là rõ ràng. Vì bắt đầu RSI đi lên này mà khi phá qua cái đường MA của RSI. Vậy thì đối với cái khung này nó sẽ có một cái vùng cản ở khu vực là 100.63, tức là cái giải MA ở đây. Tiếp theo mình chuyển sang H4 thì mình sẽ xem là có những cái gì chúng ta lưu tâm. H4 không có quá nhiều thông tin. Mình chuyển sang là khung 2 giờ. Thì khung 2 giờ thì ở đây chắc chắn mình nghĩ là các bạn sẽ nhìn thấy một điều giống mình là RSI đi lên tương đối là mạnh trong dạng này. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một vùng cản bởi chính những cái dòng nến cũ ở đây, như các bạn đã thấy, chính là vùng 100 và vùng của cái giải MA ở trong cái khung thời gian là H2 ở đây. Vậy nên ở trong tuần tới thì theo ý kiến và theo quan điểm cá nhân của mình là có thể DXY sẽ có một nhịp nó hồi trở lại và nó sẽ quay trở lại cái khu vực là 100 và khung 100.5 ở trong cái giai đoạn này. Tiếp cái xu hướng chính của DXY nó vẫn là một cái xu hướng giảm điểm ở trong giai đoạn dài hạn đó. Sau khi xem DXY thì mình cũng muốn qua để mình xem US 10, tức là cái lợi suất ở trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm. Thì đây khi nhìn khung D chúng ta nhìn thấy là nó đang chạm với vùng hỗ trợ bởi cái đường MA ở đây. Khi mà nhìn vào khung 6 giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là cũng có một cái vùng cản sẽ được duy trì tại khu vực là 3,869 và đây sẽ là vùng cản của nó. Vậy nên thì đối với US 10 hay là đối với DXY thì trong tuần sau mình nghĩ rằng nó sẽ có một nhịp nó hồi phục lên và chính điều này nó có ảnh hưởng như thế nào đến với vàng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sang xem với vàng. Và trước khi đến với vàng ấy, thì mình muốn các bạn xem cùng lại mình những cái nhận định của mình trong tuần trước vì nó sẽ là cái cơ sở quan trọng và cái tiền đề đưa đến những cái nhận định ở trong cái tuần tiếp theo. Ở trong cái tuần trước thì mình có gửi cho mọi người cái nhận định vào hôm chủ nhật và mình đưa ra cái mốc là nó hồi về khu vực 1916 và 1914 và nó bật lên. Cái khu vực này trùng với khu vực là vùng Fibo và nó có một cái áp lực đi lên nó rất là mạnh như ở trong tuần vừa rồi các bạn đã thấy. Và ở trong ngày hôm thứ năm thì mình đưa ra khu vực là 1955, khu vực 1954 sẽ vùng nó phản ứng và giữ giá, nó chưa thể nào quay đầu giảm điểm được luôn. Thì đây chính là lý do tại sao những ngày thứ hai, thứ ba và ngày hôm thứ năm ở trong Private 1 mình có thể gửi cho mọi người những cái nhận định đúng và những cái nhận định chính xác. Vì với một cái kế hoạch tuần nói rõ ràng với kế hoạch tuần nó chi tiết thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái hướng đi nó mình nghĩ là nó sẽ rõ ràng hơn. Quay trở lại tuần này thì nhìn vào cái khung tuần thì các bạn sẽ thấy là cái cây nến tuần vừa rồi, cái cây nến xanh, cái cây nến tăng rất rất là mạnh và nó đóng trên cái giải MA này, đúng không? Giờ chúng ta vào tiếp khung D, chúng ta sẽ cùng xem. Đối khung D thì các bạn nhìn thấy giá chạm MA này và bật lên và với cây nến đóng ở trên cái MA này, những cái đường MA ngắn bắt đầu cắt lên cái đường MA dài, nó đang đâu đó ủng hộ cho một cái xu hướng tăng. Tiếp tục sang khung thời gian là 6 giờ. 6 giờ thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có những cái vùng như này chúng ta cần lưu tâm, vùng là 1955, nó vẫn chưa hoàn toàn là phá vỡ. Và chúng ta sẽ có một vùng cản của nó tạo ra bởi khu vực 1970 và với khu vực 1975. Tại sao 1970 và khu vực 1975 sẽ là một khu vực mà mình vẫn cần phải lưu tâm và vẫn cần phải quan sát? Thì lý do nó khá là đơn giản. Mặc dù khung thời gian 6 giờ và gần như những khung thời gian khác là vàng đang đi dần vào cái trạng thái là quá mua, thì chúng ta đã nhìn thấy ở đây. Mình sẽ vào tiếp 4 giờ để các bạn nhìn thấy. Và ở đây thì có vẻ như nó xuất hiện một cái phân kỳ giảm. Nhưng có hai vấn đề mình nhìn nhận được thấy là trong khung thời gian H4 là giá nó vẫn đỡ được khu vực 1955 nó tốt. Lý do giá nó chạm cái khu vực này của cú nền nó rút dâu lên tương đối là mạnh và cái giải MA đây nó vẫn đỡ cho nguyên cái khu vực này nên đây nó sẽ là cái vùng hỗ trợ mình đánh giá nó sẽ tương đối là tốt và tương đối là ổn. Vậy đấy chính là lý do tại sao chúng ta cần phải lưu ý và đề phòng lên là có thể nó sẽ nhích lên một nhịp lên 970, 975 đó. Còn đối với mình thì sau một quá trình tăng điểm rất là dài của vàng, như các bạn đã thấy nó tăng lên tầm 45 đến 50 giá chỉ nguyên trong tuần vừa rồi, thì cái việc ở trong tuần tới mà nó không có cái tin tức gì nó quá là quan trọng thì cái việc mà vàng nó điều chỉnh thì mình sẽ thiên về cái hướng đấy hơn. Và những cái mốc mà nó điều chỉnh về thì mình sẽ kỳ vọng nó sẽ về cái một cái vùng ở đây là khu vực 1945 và khu vực 1937 ở đây. Lý do ở đây như các bạn đã thấy đây sẽ là những cái vùng mà nó trùng với những cái hợp lưu ở trong thời gian là 6 giờ, những cái giải MA trong giai đoạn này. Nên trước mắt thì mình nghĩ là sẽ có một cái nhịp điều chỉnh về khu vực này và nếu có cái setup mà để tìm kiếm và các bạn muốn hỏi tìm kiếm một cái nhịp sell thì mình sẽ đợi với setup khu vực là 70 và khu vực là 75 theo cá nhân mình đó là như vậy. Vậy chúng ta đã có những cái nhận định của chúng ta với vàng và với DXY thì chúng ta sẽ đến nhận định chúng ta với dầu. Thì đối với mình những cái nhận định về giá dầu trong tuần vừa rồi là những nhận định chính xác khi mà giá nó đi lên một mảnh rất là cao và trong cái tuần trước thì mình có đưa ra mức kỳ vọng nó lên khu vực là 77 và nó quay đầu 77 đúng và nó quay đầu về khu vực 75 thật vì đấy là khu vực Fibo, một cái ngưỡng khá là quan trọng. Và ở trong tuần này chúng ta nhìn thấy chúng ta thấy câu chuyện là gì? Cái nhịp đi lên của nó vẫn còn và nhịp đi lên nó tương đối là mạnh. Mình kèm một cái Fibo từ khu vực đáy này lên khu vực đỉnh này.
chúng ta sẽ nhìn thấy là có một Fibo ở khu vực là 71.7, và chúng ta sẽ có một vùng hỗ trợ tạo bởi rất nhiều cái giải MA, đây là khu vực 72.9. Vậy nên mình vào tiếp H4 để mình xem lại cái nhận định này. Thì đối với H4 các bạn sẽ nhìn thấy là giá được đỡ bởi cái đường MA, giải MA tương đối là vững. Nhưng ở trong thời điểm tại thì những cây nến bắt đầu đi xuống và đóng dưới cái giải MA này. Nên cái khả năng và cái kỳ vọng của mình ở trong tuần tiếp theo đấy chính là với dầu thì mình vẫn sẽ kỳ vọng một cái nhịp nó quay trở về khu vực là 72.9, khu vực 71.7 ở đây. Và mình nghĩ đấy là cái điều nó phù hợp và cái điều nó cần thiết cho một cái nhịp tăng, một cái nhịp hồi trong giai đoạn này. Vậy là chúng ta đã có vàng, chúng ta đã có DXY và chúng ta đã có dầu. Thì bây giờ mình sẽ đến với Bitcoin. Bitcoin như ở trong những diễn biến tuần trước có rất nhiều người kỳ vọng khi mà nó với cây nến đi lên khu vực 31.800, 31.700 và nó phá nó đi lên. Nhưng thực sự nó không phải như vậy, nó chỉ là cây breakout giả ở trong khung thời gian ngắn, khung 1 giờ và những cái khung 15 phút. Nó không quá nhiều cái giá trị cho mình để cho mình nhìn nhận và cho mình tham khảo. Với những cái ý kiến và những cái nhận định của mình thì mặc dù nó vẫn lình xình trong cái khoảng sideways này một thời gian dài, thì trong tuần tiếp theo mình thấy nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đấy. Lý do là bởi vì những cái nến và những cái dâu nến ở đây nó vẫn chưa hoàn toàn nó phá ra khỏi được cái giai đoạn này. 31.400 ở đoạn này là 29.700, nó sẽ vẫn là một cái vùng nó lình xình loanh quanh ở trong cái nhịp này. Mặc dù các bạn thể nhìn những khung thời gian lớn hơn 6 giờ, 12 giờ một ngày, nó là cái nhịp đi lên một ngày, nó là cái nhịp đi lên khá là vững của Bitcoin ở từ trong thời điểm giữa tháng 6. Nhưng mà những cái vùng cản đây nó vẫn là một cái vùng tích lũy và chúng ta vẫn chưa biết được là cái tích lũy này nó sẽ đi theo cái hướng nào. Mặc dù trước đấy nhé, như mình đã nói, cái moment và cái đà đi lên nó mạnh này, nhưng mà cái việc tích lũy này nó đã làm chững và nó chậm lại cái đà đi lên của giá. Và đây là một cái thời điểm mình thấy cần phải quan tâm nhiều hơn, vì trong ít nhất là từ khoảng cuối năm 2022 đến thời điểm tại chưa có thời gian nào mà giá nó sideways lâu như vậy đó. Các bạn nhìn thấy những cái đoạn này nó chỉ là những cái đoạn ngắn gần như chưa có đoạn sideways này. Nên mình thực sự đối với coin chưa biết là cái đoạn tích lũy này sẽ đoạn tích lũy tăng tiếp hay là một cái đoạn nó xoáy để nó làm mài mòn đi cái đà tăng của Bitcoin ở trong thời điểm vừa rồi. Vậy thì đó, đấy là những cái điều mình muốn gửi đến cho các bạn ở trong cái video ngày hôm nay, những cái nhận định cá nhân của mình về vàng, về dầu, về Bitcoin và về DXY. Thì rất là hy vọng là những cái nhận định này sẽ cho mọi người có thể có thêm cái góc nhìn để mọi người tham khảo ở trong cái tuần tiếp theo. Và như mình đã nói ở lúc nãy thì tất cả những cái này nó dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình và nó không phải lời khuyên đầu tư, lời tư vấn tài chính hay dù dễ bạn tham gia thị trường này. Các bạn nhớ giúp mình điều đó. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.